Đến cuối mùa xuân, đầu mùa hè năm 2022, yếu tố quyết định xung đột là việc Ukraine nhận được vũ khí và thiết bị kỹ thuật của phương Tây. Ngay từ đầu, khả năng trinh sát khổng lồ của phương Tây đã được sử dụng để phục vụ cho lực lượng vũ trang Ukraine, đảm bảo tính ưu việt trong trinh sát và chỉ thị mục tiêu. Điều này đặc biệt đúng đối với hoạt động trinh sát không gian được cung cấp bởi tổ hợp vệ tinh trinh sát quân sự phương Tây và nhiều công ty chụp ảnh vệ tinh thương mại phương Tây. Điều này giúp có thể giám sát khu vực chiến đấu và lãnh thổ Liên bang Nga một cách liên tục và gần như theo thời gian thực. Hệ thống Internet vệ tinh phổ quát Starlink của Elon Musk từ SpaceX nhanh chóng trở thành hệ thống truyền dữ liệu và điều khiển chiến đấu quan trọng của Ukraine, đưa lực lượng vũ trang Ukraine bước vào thế kỷ 21. Với khả năng hoạt động ở mọi nơi, phân phối thông tin trực tuyến với số lượng lớn người tiêu dùng cá nhân, duy trì liên lạc Internet khi đang di chuyển và kiểm soát các phương tiện ở mọi khoảng cách, Starlink đã mang đến những khả năng quân sự mà ngay cả quân đội Mỹ cũng không mong đợi có được cho đến năm 2030. Với Starlink, Thực tế đã trở thành sự kết nối của bất kỳ đơn vị nào với mạng ở bất cứ đâu, trao đổi các luồng video trực tuyến, tạo ra các cuộc trò chuyện và các hệ thống điều khiển khác để trao đổi dữ liệu giữa hàng nghìn người đăng ký trong thời gian thực. Khả năng liên lạc cao và bảo mật do kênh liên lạc hướng hẹp tới vệ tinh, khả năng giúp mạng Wi-Fi được cung cấp tại mỗi điểm truy cập. Trên thực tế, mọi đơn vị chiến đấu và mọi vũ khí khi được kết nối với Starlink đều trở thành mạng tập trung với khả năng chỉ định hướng dẫn và điều chỉnh mục tiêu trong thời gian thực cũng như tiềm năng của vũ khí có độ chính xác cao. Pháo tầm xa hiện đại 155 ly và hệ thống tên lửa mặt đất HIMARS, tên lửa phản lực phóng loạt, với đạn tên lửa có độ chính xác cao có tầm bắn lên tới 90 km, bắt đầu được sử dụng từ cuối tháng 6 năm 2022, kết hợp với các thiết bị trinh sát, chỉ thị mục tiêu và các phương tiện liên lạc, điều khiển và truyền dữ liệu cho phép phía Ukraine giành được ưu thế về hỏa lực và khả năng tấn công tầm xa với độ chính xác cao vào nửa cuối năm 2022, làm phức tạp đáng kể vị thế của lực lượng vũ trang Nga. Kết quả chính của việc lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng hai mát bắn tên lửa có độ chính xác cao vào mùa hè năm 2022 không phải là phá hủy trụ sở và kho đạn, mà là các cuộc tấn công vào vị trí của các đơn vị quân đội và lực lượng dự bị. Phía Nga đã phải rút quân dự bị vào sâu hơn lãnh thổ do họ kiểm soát, thậm chí một phần lãnh thổ Liên bang Nga. Kết hợp với tình trạng thiếu lực lượng nói chung trong lực lượng vũ trang Nga và ưu thế về số lượng của lực lượng vũ trang Ukraine. Đây chính xác là điều kiện tiên quyết cho cuộc tấn công thành công của Ukraine vào khu vực Kharkov vào tháng 9 năm 2022. Không thể đưa lực lượng dự bị đã rút vào trận chiến một cách nhanh chóng và hiệu quả. Phía Nga đã từ bỏ phần phía đông của khu vực Kharkov và xây dựng một phòng tuyến từ lực lượng dự bị được giới thiệu ở biên giới phía tây của Lugansk. Tại đó, cuộc đột kích của Ukraine đã bị dừng lại và nền tảng của tiền tuyến phía bắc tồn tại cho đến ngày nay. Thành công quân sự thực sự đầu tiên của Ukraine đã khiến Moscow phải đối mặt với vấn đề sự khác biệt giữa quy mô của nhóm và tiềm năng của kẻ thù. Ngày 21 tháng 9 năm 2022, giới lãnh đạo Nga lần đầu tiên phải tiến hành động viên một phần thời kỳ hậu Xô Viết, triệu tập hơn 300.000 người. Đồng thời, đồng thời những giao kèo dân sự với lực lượng tù nhân được đưa ra, thúc đẩy số lượng binh sĩ đánh thuê của Wagner tăng mạnh. Đội này thực sự bắt đầu trở thành một đội quân song song, bao gồm cả việc tuyển mộ hàng loạt tù nhân một đội quân song song. Và đến tháng 1 năm 2023, số lượng Wagner lên tới 50.000 người. Tất cả những biện pháp này chỉ bắt đầu có hiệu lực vào cuối năm 2022. Trong khi đó, quân đội Nga đã xếp thành một ranh giới màu đỏ mỏng kéo dài. Và vào mùa thu năm 2022, Ukraine, quốc gia đang ở đỉnh cao của sự cân bằng lực lượng thuận lợi cho mình, đã có cơ hội duy nhất để gây ra một số thất bại đáng kể cho phía Nga và có thể mang lại hiệu ứng chính trị quy mô lớn. Ukraine có thể tiếp tục các hoạt động tấn công bên trong lãnh thổ Lugansk hoặc cố gắng đột phá về phía nam Zaporozhia đến biển Azov, cắt đứt lực lượng của Nga ở khu vực Kherson và tiến tới phần phía bắc Crimea. Không rõ tại sao Kiev lại từ bỏ những hướng đi có lợi như vậy cho mình, liệu đó có phải sự xảo quyệt của tổng tư lệnh Ukraine Valery Zaluzhny hay theo một số báo cáo mới là hậu quả của áp lực từ người Mỹ, những người đã nghi ngờ về khả năng lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện những hành động quy mô lớn thay vì tấn công với những mục tiêu quyết định phía Ukraine nhắm đến một nhiệm vụ hạn chế hơn, đồng thời có lợi về mặt chính trị là đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi Kherson, trung tâm khu vực duy nhất của Ukraine nơi Nga chiếm đóng khi mới nổ ra xung đột. Quân đội Nga ở bờ Tây Hạ Lưu Danube đã được tiếp tế bởi một số cây cầu, nơi trở thành mục tiêu tấn công chính xác của đạn tên lửa chính xác cao. Tuy nhiên, bản thân các cuộc tấn công của Ukraine và các vị trí Nga ở gần Kherson từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2022 đã không hiệu quả, kèm theo tổn thất đáng kể và trở thành minh chứng quy mô lớn đầu tiên về sự bế tắc vị trí, thứ đã được chỉ rõ trong năm 2023. Tuy nhiên, thiệt hại đối với các cây cầu bắc qua sông Danube do các cuộc tấn công tên lửa cũng đã đóng một vai trò nào đó. Tuy nhiên, thiệt hại đối với các cây cầu bắc qua sông Danube do các cuộc tấn công tên lửa cũng đã đóng một vai trò nào đó. Lo ngại khủng hoảng nguồn cung, Bộ Chỉ huy Nga theo sáng kiến của tướng Sergei Suroviki đã quyết định ngày 9 tháng 11 rời Kherson và rút quân khỏi hữu ngạn sông Đơ Nhép. Việc rút quân được thực hiện trong vòng 2 ngày với mức độ tổ chức và bí mật cao và hầu như không có tổn thất. Đối với Ukraine, việc giải phóng Kherson được thực hiện mà không cần giao tranh trong thành phố đã trở thành một thành công chính trị quân sự lớn, giúp tăng mạnh hình ảnh của nước này ở phương Tây. Họ đi đến kết luận rằng nếu Ukraine được cung cấp viện trợ quân sự quy mô lớn, nước này có thể tự đánh đuổi quân Nga ít nhất là cho đến thời điểm 24 tháng 2 năm 2022. Kể từ cuối năm 2022, Nguồn cung cấp quân sự của phương Tây cho Ukraine bắt đầu tăng mạnh, bao gồm cả những chuyến hàng xe tăng và xe chiến đấu bộ binh đầu tiên. Một chương trình đào tạo và giáo dục cho 12 lữ đoàn Ukraine ở phương Tây cũng được triển khai. Ban lãnh đạo quân sự nước này, sau khi nhận được lực lượng tăng viện lớn về người và trang thiết bị, đã bắt đầu tăng cường tiềm năng chiến đấu và số lượng của lực lượng này trên quy mô lớn, bao gồm cả việc thành lập đội hình. Đến mùa xuân năm 2023, số lượng quân số lực lượng phòng vệ Ukraine đã vượt quá 1 triệu người và các lữ đoàn chiến đấu đã vượt quá con số 100. Bộ chỉ huy Nga sau khi tiến hành động viên một phần và tăng cường thêm binh lính hợp đồng cũng tái trang bị lực lượng tại chiến dịch quân sự đặc biệt và bắt đầu thành lập các đội hình mới, công bố kế hoạch tăng cường sức mạnh của lực lượng vũ trang trong tương lai lên 1,5 triệu quân. Rõ ràng, dựa trên thành quả huy động vào mùa đông năm 2022-2023, Moscow đang giao động giữa các lựa chọn chiến lược lạc quan tấn công và chiến lược phòng thủ thận trọng ở Ukraine. Một thử nghiệm về phương án lạc quan tấn công đã được thể hiện trong các cuộc tấn công theo hướng Soleda Bakhmut từ tháng 11. Trong đó, lực lượng Wagner đóng vai trò chủ công. Vào ngày 10 tháng 1 năm 2023, Soleda đã nằm dưới quyền kiểm soát của Nga và sau những trận giao tranh ác liệt kéo dài đến ngày 20 tháng 5, Bakhmut cũng trùng số phận. Cuộc tấn công của Nga kéo dài gần 6 tháng đi kèm với giao tranh ác liệt với rất ít tiến bộ về lãnh thổ và sự phá hủy gần như hoàn toàn các thành phố bị chiếm đóng. Điều này thể hiện bộ mặt mới của chiến dịch với bản chất ngày càng trở nên lớn hơn. Vào cuối mùa đông và đầu mùa xuân năm 2023, phía Nga đã cố gắng thực hiện một loạt các cuộc tấn công cục bộ ở Donbass, gần Donetsk, ở Marinka, trên Ukleda, nhưng chúng dẫn đến các thế trận bế tắc và không có kết quả đáng kể hoặc thậm chí kết thúc trong thất bại giống như trường hợp Ukleda. Tất cả những điều này đã khiến Bộ Chỉ huy Nga phải đưa ra lựa chọn cuối cùng và hợp lý nhất là ủng hộ chiến lược chiến dịch phòng thủ cho năm 2023 dựa vào vị trí phòng thủ. Kể từ đầu mùa xuân năm 2023, việc xây dựng quy mô lớn, mạng lưới các vị trí dã chiến và công sự được gọi là tuyến Surovikin, đã bắt đầu ở mặt trận của phía Nga. Đồng thời, tích lũy dự trữ. Để bổ sung quân đội, một kế hoạch đã được đưa ra nhằm tuyển mộ 420.000 binh sĩ hợp đồng vào quân đội trong năm với việc được trả lương cao.